quân. Hãy giam cổ thạch xiên vào ngục tối để sáng mai này chiều mong con. Em không về mong con. A khắc thiên triều nếu em không về thì tên mã vua này sẽ chịu cực hành kiếp nhân. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê. Ở lại nơi đây rồi đành chịu bỏ tay thôi. Người tiến đưa ta về lại quê hương với các cánh mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai mốt đây khi trận tiến tàn, anh hãy về bên em cùng nhau chung mà họ và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quang sang còn xa xăm dịu đời nửa chọn chân đang rộ bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại nơi này, ôi ngắm ngồi xa kiều. Tại sao em không khóc? Em cũng không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu nhưng người ấy là ai? Tại sao em không khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ thôi hết rồi. Không anh, không
yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Giờ đây đã muộn màng rồi, không có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu yêu được gì, anh đã buồn đã khó vì ai, và tự từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với em một người nỗi đau sầu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ kiều. Có phải em và người ấy hẹn thề nguyện ước? Người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn gần gũi tất gan, nhưng mà dạng lý quan xa. Tình cấm nên lớn, tình đành tuyệt vọng. Tóc mây hoàng quài bay trong gió đồng, như lòng của em đang bão đồng tới bờ. Thiên kiều sao nhiều bỗng nhiên lo sợ, đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mồ cho anh.